Mới đây, một cô gái trong lúc cắt miếng thịt ra thì mới phát hiện có rất nhiều những đốm màu trắng ngà xuất hiện ngay tại giữa. Cắt càng sâu vào bên trong thì càng thấy được những chi tiết kinh dị này nhiều hơn. Tò mò không biết đó là gì, cô quay lại đoạn clip rồi đăng lên TikTok hỏi thịt này bị gì. Đáp lại thì rất nhiều tài khoản xác nhận đó là hiện tượng sán gạo trong thịt lợn. Theo tìm hiểu thì thịt lợn nhiễm sán hay còn gọi là thịt lợn gạo là một loại thịt lợn mà ấu trùng sán dây cư trú dưới dạng nang trong phần thịt lợn. Ấu trùng này thường ký sinh tại các cơ của con lợn như gốc lưỡi, cơ đùi sau. Và nếu như nhìn kỹ phần thịt này thì sẽ thấy có những hạt nổi lên như hạt gạo nếp, đích thị nó đã bị nhiễm sán. Thịt lợn có sán là nguy cơ rất cao nhiễm bệnh cho người ăn và nếu như thức ăn không được nấu chín. Và theo nhiều như cư dân mạng thì trường hợp này tốt nhất cô gái nên vứt luôn cho an tâm. Phía dưới phần bình luận rất nhiều người cho rằng thật ra thì lúc xẻ thịt con lợn người ta sẽ biết có sán hay không, nhưng trong trường hợp này thì rất có thể người bán và lò mổ dù biết lợn nhiễm sán nhưng vẫn cắt bán cho khách hàng. Thậm chí thì có người còn bảo cô gái ra tận hàng thịt mắng vốn người bán vì không có tâm, gây tiền mất tật mang cho khách hàng.